Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric. Như các bạn đã biết thì trong video lần trước chúng ta đang dừng lại chỗ rằng là mình đã giúp đỡ các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các method của thằng String. Tức là các bạn đã tìm hiểu các hàm các bạn có thể sử dụng với cái chuỗi trong JavaScript nha. Thì hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về số trong thằng JavaScript. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là Hỏi Dân IT. Thì trên channel của mình có tạo một cái playlist, đấy chính là cái tự học JavaScript cơ bản từ A đến Z. Thì trong khóa học này, những video mình đều đánh số thứ tự từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi khóa học này nha. Ngoài ra thì trong khóa học này thì mình có để link tại GitHub tại mỗi video. Thì nếu như các bạn gặp khó khăn gì thì các bạn có thể lên GitHub này và các bạn chọn theo từng brand tại mỗi video để các bạn có thể xem source code nha. Ok chưa? Rồi, để bắt đầu cái video này thì như mình đã giới thiệu trong cái bài chúng ta có bài thứ ba, đấy chính là các biến này, các hàm số, cũng như là ở đây chính là constant ấy, và chúng ta cái bài comment ấy, data type ấy. Thì mình đã gọi là đã giới thiệu qua các bạn rằng là trong thằng JavaScript chúng ta cũng có một cái kiểu là kiểu số nhá. Tuy nhiên rằng là đối với thằng JavaScript với các bạn thì cái kiểu số nó lại đặc biệt hơn so với các thằng khác. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Thì trước tiên thì mình sẽ quay lại code của chúng ta nha. Thì trong bài hôm nay thì mình sẽ tạo thêm một cái folder nữa, nó có tên là hôm nay chính là cái video thứ mình xem nào, chính là cái video thứ 6 nha các bạn. Thì mình sẽ tạo cái thư mục có tên là video 6 nha các bạn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo thêm một cái file nữa chính là video6.js nha. Rồi, ok chưa? Thì mình sẽ quay lại cái file index này và mình sẽ thay thành video6.js đấy. Nhấn Ctrl+S cho nó lưu lại và sang bên này mình sẽ console.log thôi nha. Chúng ta sẽ console.log cái dòng chữ huyền thoại nha. Hello world. Hello world các bạn nha. Hello world from HTML. From HTML. Nếu như là trong bài hôm trước ấy, các bạn học được những cái method thằng string đúng không? Thì đây ví dụ như mình chấm đến một method mà chúng ta dùng, đấy chính là to uppercase như thế này, và mình nhấn Ctrl+S nha. Thì mình quay lại ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dòng chữ hello world này thì from HTML, thì các bạn thấy rằng là mặc dù mình gõ thường đúng không? Thì sau khi mình dùng cái hàm là không phải to local như các bạn. Ở đây là to uppercase thôi. Đấy. Nếu mình nhớ không nhầm là chúng ta sẽ có một cái method như thế này nha. Và mình quay lại và mình sẽ refresh nha các bạn, mình sẽ refresh này. Đấy. Các bạn thấy rằng là cái hàm to uppercase của chúng ta, cái hàm này này, to uppercase ấy, thì nó có tác dụng rằng là sẽ biến đổi cái chuỗi của chúng ta thành tất cả các ký tự in hoa nha. Tương tự nếu mà các bạn muốn viết thường ấy, thì các bạn sẽ là to lowercase của chúng ta nhé. Nó là gọi là những cái hàm mà đã hỗ trợ sẵn của thằng JavaScript rồi. Thì ở đây thì như mình giới thiệu lần trước ấy, thì các bạn biết rằng là đối với thằng JavaScript ấy, chúng ta muốn khai báo một biến chúng ta sẽ dùng keyword là let đúng không? Thì ví dụ mình muốn khai báo một số thì chúng ta sẽ là let a bằng 5 này. Thì có một điều đặc biệt rằng là so với các ngôn ngữ khác, các bạn biết rằng là ví dụ như mình đã từng học Java rồi, thì chúng ta muốn khai báo số nguyên, chúng ta sẽ cần phải khai báo là integer này. Chúng ta muốn khai báo số thực, chúng ta sẽ cần float đúng không? Ngoài ra rằng là chúng ta còn có long này, double các kiểu các đại biểu đúng không? Đây. Nếu như các bạn nào nhìn những ký tự này, các bạn sẽ thấy quen đúng không? Còn đối với thằng JavaScript ấy, nó ngược lại, nó là một ngôn ngữ SIDA. Thành ra rằng ấy, nó không hề phân biệt rằng là in hay float hay long hay double nha các bạn. Nó chỉ có một kiểu gọi là number nha các bạn. Thành ra rằng là mình muốn làm một cái video riêng để giới thiệu về cái này. Thì ví dụ như các bạn, như mình nói hôm trước rằng, như các bạn biết rằng là sau khi gọi là mình đã giới thiệu rằng là thằng string là một trong những cái kiểu mà dữ liệu cực kỳ quan trọng các bạn cần phải nhớ cũng như các bạn cần phải hiểu. Thì đây chúng ta sẽ cần thêm một thằng nữa các bạn phải nhớ và hiểu, đấy chính là number nha các bạn. Chúng ta chỉ chú trọng vào một vài cái kiểu data type nó dùng nhiều và nó quan trọng thôi nha. Rồi, ở đây thì ví dụ mình khai báo một biến b, b bằng 6 chẳng hạn. Thì ở đây thì như mình đã nói các bạn rồi, nếu mà các bạn có console.log là a cộng b thì nó sẽ ra cái gì? Chính xác thì các bạn dùng câu lệnh là đây, a cộng b đúng không? Ngoài ra thì mình sẽ khai báo tiếp một biến c, chính bằng ở đây c bằng 6.9 chẳng hạn. Thì nếu như mà mình in ra a cộng c thì các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ ra cái gì? Đây, đấy, a cộng c nha. Thì dĩ nhiên rằng là khi mình dùng hai câu lệnh này thì kết quả nó sẽ như các bạn nghĩ thôi. A cộng B chính bằng 11, còn A cộng C chính bằng 11.9 thôi. Thì các bạn quay lại nha, mình sẽ refresh này. Đấy, các bạn thấy rằng là nó không hề phân biệt đúng không? Chúng ta dùng số nguyên hay số thực ấy, các bạn chỉ cần gọi là khai báo một cái chuỗi như thế này thì nó tự hiểu nha. Thì các bạn lưu ý cho mình một điều rằng là không có khái niệm gọi là số thực đối với thằng JavaScript, không có khái niệm gọi là số nguyên hay gọi là những gọi là kiểu dữ liệu của các số này. Đối với thằng JavaScript chúng ta chỉ có một cái kiểu khái niệm đó chính là number, số thôi.
thằng John Swift nó dở hơi vậy đấy các bạn ạ. Thì ngoài ra có một câu chuyện buồn cười như thế này các bạn. Ví dụ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà các bạn khai báo cho mình let C, let D bằng một cái chuỗi như thế này. Hôm trước thì chúng ta học chuỗi đúng không? Thì hôm nay chúng ta học số. Thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các bạn là A cộng D? Thì theo các bạn nghĩ rằng là kết quả nó sẽ là như thế nào? 5 cộng với 5 như thế này nó sẽ ra cái gì? Thì dĩ nhiên kết quả thì như mình đã hướng dẫn các bạn rồi, chúng ta cộng số với chuỗi thì nó sẽ ra chuỗi đúng không? Thì kết quả của chúng ta đạt được sẽ là 55 thôi. Thì các bạn quay lại nhé, A cộng D nhé. Và mình sẽ quay lại màn hình này và mình sẽ refresh thì nó sẽ ra cái 55 như mình nói chưa, 55 đúng không? Rồi, đấy là phép tính cộng. Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu như là mình dùng phép tính gọi là phép tính chia hoặc là mình dùng phép tính nhân? Đấy, như thế này. Nếu mà mình A nhân với B, A nhân với D ấy, thì nó sẽ ra gì? Mình sẽ xóa cái này đi nhé. Đấy, các bạn đoán xem nó sẽ ra gì. Các bạn nghĩ rằng là nó có ra con số 55 nữa không? Nhưng mình nghĩ thì nó sẽ ra con số 25 đấy các bạn. Các bạn sẽ quay lại nhé và các bạn sẽ refresh này. Đấy, nó ra con cho các bạn một con số 25 nhé. Thì có một điều đặc biệt khi mà các bạn thao tác với kiểu gọi là kiểu string ấy. Thì khi mà các bạn thao tác string với số ấy, ngoài toán tử cộng, chúng ta sẽ là có toán tử nhân và toán tử chia đúng không? Thì cộng thì dĩ nhiên rằng các bạn sẽ là trừ nữa đúng không? Chúng ta có một toán tử là trừ đúng không? Thì các bạn nghĩ sẽ là cái gì? Đấy, thì các bạn thử hết đi nha. Chúng ta chưa thử cái đã rồi chúng ta sẽ gọi là mình sẽ tổng kết lại nha. Đấy, các bạn thấy rằng nó đặc biệt không? Nó là không đúng không? Mặc dù là mình thấy là 5 trừ đi một cái chuỗi là 5. Thì trừ ngoại trừ toán tử cộng nha các bạn. Ngoại trừ cái toán tử cộng này, còn các toán tử còn lại cộng trừ nhân chia, tức là trừ nhân và chia, thì khi thao tác với kiểu dữ liệu string, thằng JavaScript nó sẽ cố gắng convert cái kiểu string này thành một số rồi nó mới thực hiện nha. Thành ra rằng là cái việc mà mình A trừ D đấy thì nó sẽ convert cho các bạn từ cái kiểu string này, nó sẽ chuyển thành kiểu số nguyên. Đấy là lý do tại sao mà A trừ D nó bằng 0 nha, cũng như là mình vừa làm A nhân D bằng 25. Rồi, thì đến đây nhiều bạn có thể gọi là đúng như anh nói rồi, ngôn ngữ này cực kỳ SIDA đúng không? Đúng rồi, thì ngôn ngữ này là SIDA mà các bạn. Thì gọi là ở đây sau này các bạn sẽ cần có một cái trường hợp, đấy chính là nếu mà các bạn so sánh nha. Các bạn nghĩ là khi các bạn so sánh A và D như thế này thì nó sẽ ra kết quả như thế nào? Dĩ nhiên nó sẽ ra kết quả false rồi. Cái này các bạn sẽ dùng cho mình 3 dấu bằng nha, các bạn đừng dùng 2 dấu bằng nhé. Hôm sau thì mình sẽ làm một cái video để giải thích về 3 cái dấu bằng này. Thì nếu như các bạn có sửa đo log như thế này thì nó sẽ trả ra kết quả là false thôi. Mình refresh này. Đấy, thì tại sao nó là false? Lý do đơn giản, nó false bởi vì thằng A này này, kiểu dữ liệu của nó là number, còn thằng D này kiểu dữ liệu nó là string nha. Các bạn có thể dùng như thế này, các bạn sẽ type of A nha, type of A này phẩy này, type of B, type of D nha. Đấy, mình sẽ phẩy tiếp nha các bạn, mình sẽ là D này, mình sẽ D 2 chấm. Đấy, tương tự thằng này mình sẽ phẩy tiếp này, A này, mình sẽ là A 2 chấm. Đấy rồi, được chưa? Mình sẽ phẩy đây. Như mình đã hướng dẫn các bạn, đây chính là một cách mà các bạn có thể in nhiều biến một lúc đối với thằng JavaScript nha. Chúng ta không cần nối chuỗi nha các bạn, chúng ta không dùng toán tử cộng nha, nó cực kỳ nguy hiểm đấy. Và mình sẽ quay lại và mình sẽ refresh nha. Đấy, như mình đã in ra màn hình rồi, các bạn có thấy rằng là kiểu của thằng A chính là kiểu number, còn kiểu của thằng B ấy, tức là loại giá trị của nó, hay nói khác là nó thuộc data type nào, thì chính là kiểu string. Đấy là lý do tại sao khi các bạn so sánh A và D thì nó sẽ trả ra kết quả là false, tức là hai thằng này không giống nhau nha, được chưa? Rồi, nói đến đây thì nhiều bạn thì có thể thắc mắc rằng hôm nay anh không show cho em sách giáo khoa đúng không? Thì mình sẽ quay lại sách giáo khoa nha. Thì dĩ nhiên khi các bạn học trên cái trang W3School này, nó cũng có một cái trang, nó cũng có một topic đó chính là number. Thì các bạn có thể click vào number nha, đây này. Thì như nó cũng giải thích như mình thôi. Các bạn thấy rằng là như các mình hiểu ấy, thì nó sẽ không phân biệt gọi là số nguyên, số thực đâu các bạn. Các bạn có thể khai báo một số với dấu chấm như thế này, hoặc là một số với không dấu chấm nha. Ngoài ra rằng là nó, các bạn, mình nghĩ rằng là các bạn đi làm đừng bao giờ gọi là dùng kiểu viết tắt như thế này. Mình cực kỳ ghét những người viết tắt như thế này, các bạn biết tại sao không? Bởi vì rằng ấy, rất ít người gọi là hay dùng cái kiểu viết tắt này. Thay vì các bạn viết tắt như thế này, các bạn dùng cho mình dấu nhân nha. Chúng ta sẽ nhân với 1.000 hoặc nhân với 10.000 ấy. Việc các bạn viết tắt code như thế này, mình nghĩ rằng ấy, cái việc gọi là giống như là các bạn chỉ miễn viết code cho mình các bạn chạy thôi. Đừng bao giờ gọi là luyện một thói quen gọi là viết code cho các bạn, chỉ cho các bạn hiểu nha. Các bạn nên viết code như thế nào mà nó đơn giản, mà người khác nó có thể dễ dàng nó kế thừa lại. Các bạn hình dung rằng là nếu mà dòng nào các bạn viết tắt như thế này, sau này người mới vào người ta đọc, người ta cảm giác cực kỳ ghê gớm luôn các bạn. Người ta không hiểu nổi rằng là cái logic các bạn chạy như thế nào. Thì như vậy có phải tốn thời gian không? Đấy là lý do ngay từ đầu các bạn nên gọi là follow một cái tư duy rằng đơn giản và hiệu quả và dễ dùng nha. Như vậy thì gọi là nghĩ về lâu về dài nó sẽ tốt hơn nha. Rồi, ngoài ra thì những cái dòng này mình nghĩ rằng nó lưu trữ như thế nào, mình nghĩ các bạn không cần phải quan tâm. Tại vì cái việc mà khó khăn ấy, thì ngôn ngữ nó làm cho chúng ta rồi.
việc của chúng ta là sử dụng cái công cụ ngôn ngữ như thế nào cho nó hiệu quả nha. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ này này. Mình nói rồi, các bạn có thể gọi là cộng chuỗi như mình nói hôm trước ạ, toán tử cộng đúng không? Ngoài ra thì nó cũng có cái toán tử ở đây nó sẽ hướng dẫn các bạn này. Number string này, đấy. Thì cái mà topic mình vừa nói các bạn là ngoài cái việc các bạn cộng trừ nhân chia ấy, đây này, nó sẽ chia này thì kết quả là 100 này. Các bạn thấy rằng là đang buồn cười nữa là chúng ta có hai chuỗi mà chia cho nhau, nó là kết quả là 10 nha. Bởi vì là thằng JavaScript nó đặc biệt này các bạn, thì đây là một cái đặc biệt nha. Thì nếu như các bạn đọc đến đây, mình nghĩ rằng các bạn sẽ không cần phải nhớ đâu. Cũng như là cái topic rằng là NaN hôm trước mình đã nói cho các bạn rồi, not a number. Thì các bạn có thể đọc ở đây nha, nếu mà các bạn gắn một biến x như thế này này thì nó sẽ ra một kết quả rằng là NaN, tức là not a number nha. Thì ở đây trong video này mình sẽ dạy các bạn một mẹo nha. Các bạn thấy rằng là ở đây này, ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta có so sánh hai kiểu này, nó bị gọi là nó trả ra false đúng không? Sau này các bạn sẽ gặp một trường hợp, ví dụ là trong database của các bạn đang lưu kiểu gọi là kiểu varchar đúng không? Trong khi lên phía client của các bạn lại muốn dùng là kiểu number, tức là chúng ta muốn dùng kiểu số, và một bên là lưu trữ là kiểu ký tự. Thì như vậy có phải là các bạn sẽ cần một công cụ để convert từ cái chuỗi string này sang cái số nguyên này đúng không? Đấy, thì bây giờ thì chúng ta cần phải làm cái gì? Thì đây thì các bạn sẽ mình khai báo một biến let e nha. Thì đây mình sẽ dạy các bạn một mẹo nha, tức là các bạn ấy muốn convert một cái chuỗi, tức là các bạn sẽ có thể là dùng cái hàm number như thế này này. Đấy, các bạn dùng số 5 như thế này. Thì mình sẽ console.log e nha các bạn, mình sẽ console.log này, console.log e nha. Mình sẽ in một cái dòng nữa console.log này. E value nha, mình sẽ là e nha. E này, đấy, phẩy tiếp này. Type of chúng ta sẽ là type tbe này. Mình sẽ là type of e. Đấy, các bạn sẽ nhìn cho mình type of e nha. Đấy. Mặc dù là mình đã chuyển đây như thế này là number d nha, đấy. Mình sẽ convert nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn biến e là một kiểu number ấy, thì các bạn có thể dùng cái hàm number này. Đây chính là một cái hàm gọi là xây dựng sẵn của thằng JavaScript rồi. Mình sẽ quay lại và mình sẽ check biến e nha các bạn. Mình sẽ check biến e này, mình sẽ cần phải refresh nha. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã ra được giá trị của biến e là 5 đúng không? Và kiểu của nó là number nha các bạn. Mặc dù là kiểu của thằng d các bạn này là một string, thì các bạn có thể dùng cái hàm number nha. Tuy nhiên rằng là việc các hàm number này tự dưng các bạn phải nhớ đúng không? Thì có một mẹo mà mình hay dùng cho các bạn, đấy chính là mình sẽ dùng toán tử cộng như các bạn. Như mình nói rồi, thằng cộng nó cực kỳ hiệu quả. Thì ở đây thì các bạn sẽ dùng cho dấu cho mình là dấu cộng d nha. Thì ngay lập tức nó sẽ convert cho các bạn kiểu từ string sang kiểu number thôi. Mình sẽ control S này. Mình sẽ quay lại này. Các bạn thấy là kết quả nó giống hệt nhau. Đấy, kiểu là vẫn là number nha. Thì đây chính là một mẹo mình dạy các bạn nha. Sau này mà các bạn muốn so sánh ấy, thì trước khi các bạn so sánh các bạn sẽ convert cho mình nha. Thì tức là các bạn không muốn gọi là gặp cái trường hợp này này, tức là chúng ta bị một cái là so sánh string và một số, thì chúng ta luôn so sánh hai số với nhau thì không bao giờ nó sai cả đúng không? Thì các bạn sẽ cho mình một cái gọi là chúng ta sẽ convert như thế này. Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ a bằng bằng e chẳng hạn đấy, thay vì là so sánh biến d trực tiếp thì mình sẽ convert nó sang một biến e và mình sẽ so sánh hai cái này với nhau. Thì bây giờ nếu như là mình quay lại nhá, mình sẽ nhấn Ctrl S này thì nó sẽ trả ra true rồi các bạn nhìn nhá, nó là false đúng không? Thì mình sẽ refresh này, đấy nó trả ra true chưa? Đấy. Đấy là một cái điều gọi là một cái mẹo mình dạy nha. Thì trên đây chính là cái video này của mình. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình rằng chúng ta sẽ quen hết những cái gọi là những cái kiểu phân biệt gọi là số đối với các ngôn ngữ khác. Đối với thằng JavaScript chúng ta chỉ có một kiểu đấy chính là number thôi nha các bạn. Number là number. Ngoài ra thì nó gọi là nó hơi xì đa giữa cái việc mà nó có thể gọi là chia cho một number và một chuỗi string. Các bạn thấy rằng là đối với ngôn ngữ khác thì gần như điều đấy là không thể. Còn đối với thằng JavaScript nó luôn cố gắng convert từ kiểu string sang kiểu number nha. Các bạn chỉ nhớ cho mình một điều trong video này thôi, đấy chính là cái mẹo này thôi các bạn này. Các bạn muốn convert từ một chuỗi string ra một cái số number, các bạn sẽ dùng cho mình dấu cộng nha. Dĩ nhiên rằng là nhiều bạn có thể như thế này, let f bằng number d. Đấy, thì kết quả nó là như nhau thôi. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là việc các bạn dùng dấu cộng như thế này thì nó sẽ ngắn hơn, cũng như rằng các bạn sẽ tiện hơn thôi. Thì đây chính là chia sẻ của mình về cái kiểu number này. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như là các bạn có điều gì thắc mắc cũng như là có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết, hoặc các bạn có thể ra group Facebook của mình, thì mọi thông tin cần thiết thì mình để tại cái phần miêu tả của video cũng như là tại comment đầu tiên nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.